Bản tin tối ngày 3 tháng 12, IDF tuyên bố bắn hạ thêm một chỉ huy của Hamas. Tổng thống Thủ Nhĩ Kỳ nói cơ hội hòa bình ở Gaza hiện đã mất. Viện nghiên cứu chiến tranh Mỹ cho rằng Nga đang cố gắng gây chia rẽ ở Moldova. Pháp, một vụ tấn công bằng dao gần tháp Eiffel khiến một du khách thiệt mạng. Mỹ, Anh, Úc khai triển công nghệ AI theo dõi các tàu ngầm của Trung Quốc tin tại Việt Nam Trái chợ miền núi Thừa Thiên Huế 335 sạp hàng và kiosk ốt bị thiêu rụi Chất lượng không khí ở Hà Nội tiếp tục xấu Ô nhiễm thứ ba thế giới Nguyễn Tươi xin kính chào quý vị Kính mời quý vị cùng theo dõi bản tin tối ngày 3 tháng 12 của DKN Quý vị có thể liên hệ đặt quảng cáo trong bản tin của chúng tôi qua số điện thoại 0925 893 893 hoặc email bpa.dkn.tv. Sau đây là phần nội dung bản tin. Kính mời quý vị cùng thưởng thức trà ô long bản bo của Đạm Thủy. Trà có hương thơm tự nhiên, vị chát nhẹ và ngọt hậu. Lá trà được thu hái 4 lần trong năm từ các đồi trà sạch ở bản bo Tam Đường, Lai Châu, sản xuất theo quy trình và kỹ thuật cao của Đài Loan. Quý vị đặt mua qua số điện thoại 0945 689 573, truy cập gian hàng tại địa chỉ dkn.tv gạch OL3 hoặc quét mã QR. Xin trân trọng cảm ơn. Mở đầu chương trình là thông tin về điểm nóng Trung Đông. Thưa quý vị, theo kênh CNN, trong ngày 2 tháng 12, lực lượng phòng vệ Israel IDF đã thông báo về việc bắn hạ Wesham Farahat, chỉ huy tiểu đoàn Sejaya của Hamas. Thông báo của lực lượng IDF cho biết, Farahat đã lên kế hoạch tấn công vùng Nahan vào ngày 7 tháng 10. Người này cũng là chủ mưu của một vài vụ đánh bom năm 2002 và năm 2011. Farahat bắt đầu chỉ huy tiểu đoàn của Hamas kể từ năm 2010. Thời gian qua, quân đội Israel liên tục làm suy yếu năng lực tác chiến của Sejaya thông qua việc tấn công các chỉ huy cấp cao và cơ sở hạ tầng của nhóm này. Cùng ngày, lực lượng Hamas đã tổ chức một cuộc tấn công tên lửa nhắm vào Tel Aviv. Tuy vậy, số tên lửa này đã không thể vượt qua được hệ thống vòm sát. Theo trang Al Jazeera, tình hình đàm phán trao đổi con tin giữa hai bên hiện vẫn chưa có nhiều tiến triển, do Hamas nói sẽ không thả thêm bất kỳ ai cho tới khi Israel ngừng bắn. Phó thủ lĩnh Hamas Saleh al-Arouri đã cho biết hiện không có cuộc đàm phán nào diễn ra và chúng tôi sẽ không thực hiện bất kỳ đợt trao đổi con tin nào cho tới khi chiến sự của Israel dừng lại. Tin tiếp theo Đài truyền hình NTV đưa tin vào hôm thứ Bảy, tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan đã nói rằng cơ hội hòa bình ở Gaza sau lệnh tạm dừng nhân đạo hiện đã bị mất do những gì mà ông mô tả là cách tiếp cận không khoan nhượng của Israel. Ông nói, "Chúng tôi luôn nhấn mạnh rằng chúng tôi ủng hộ một lệnh ngừng bắn vĩnh viễn hơn là một sự phá vỡ nhân đạo. Có một cơ hội cho hòa bình ở đây và thật không may, hiện tại chúng tôi đã đánh mất cơ hội này do cách tiếp cận không khoan nhượng của Israel." Ông Erdogan được hãng truyền thông NTV và các phương tiện truyền thông thổ nhĩ kỳ khác dẫn lời nói. Thỏa thuận ngừng bắn bắt đầu vào ngày 24 tháng 11 đã được gia hạn hai lần, nhưng sau 7 ngày, khi phụ nữ trẻ em và con tin nước ngoài cũng như một số tù nhân Palestine được trả tự do, các nhà hòa giải đã không tìm ra được công thức để thả thêm người. Kể từ đó, các cuộc không kích và pháo kích của phía Israel đã tấn công miền nam Gaza, kéo dài cuộc chiến khiến hàng nghìn người thiệt mạng. Cuộc chiến được châm ngòi bởi một loạt vụ giết người và bắt cóc xuyên biên giới của phe chiến binh Hamas cầm quyền ở Gaza, vốn thề sẽ hủy diệt Israel. Phát biểu với các phóng viên trên đường trở về từ các tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất, ông Erdogan cho biết, ông không mất hy vọng về một nền hòa bình lâu dài trong cuộc xung đột và nói thêm rằng không thể loại trừ Hamas khỏi giải pháp tiềm năng của tổ chức này. Theo NTV chúng ta cần tập trung vào giải pháp hai nhà nước, việc loại trừ Hamas hoặc tiêu diệt Hamas không phải là một kịch bản thực tế. Ông Erdogan nói trong cuộc phỏng vấn và còn cho biết thêm rằng ông sẽ không coi Hamas là một tổ chức khủng bố. Trong một bài đăng trên mạng xã hội gửi tới ông Erdogan, ngoại trưởng Israel Eli Cohen đã cho biết, tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ có thể hoan nghênh đón tiếp những kẻ khủng bố Hamas ở đất nước của ông, những kẻ chưa bị loại bỏ và chạy trốn khỏi Gaza. Ông Cohen nói thêm, chúng tôi sẽ giải phóng Gaza khỏi Hamas vì lợi ích an ninh của Israel và tạo ra một tương lai tốt đẹp hơn cho người dân trong khu vực. Ở một diễn biến khác, các nguồn tin nói với Reuters rằng Israel đã thông báo cho một số quốc gia Ả Rập rằng họ muốn thiết lập một vùng đệm ở phía biên giới Gaza của Palestine để ngăn chặn các cuộc tấn công trong tương lai, như một phần trong đề xuất cho vùng đất này sau khi chiến tranh kết thúc. Ông Erdogan cũng cho biết, một nhóm liên lạc do Tổ chức Hợp tác Hồi giáo và Liên đoàn Ả Rập thành lập sẽ tới Hoa Kỳ để thảo luận về khả năng giải quyết xung đột ở Gaza sau cuộc gặp với chính quyền London, Paris, Barcelona và Liên Hiệp Quốc. Truyền thông Ukraine cho biết, Nga đang cố gắng làm dung chuyển tình hình Moldova một lần nữa nhằm gieo rắc bất hòa. Mục tiêu của Điện Kremlin được cho là chuyển sự chú ý của quốc tế khỏi cuộc chiến ở Ukraine. Điều này được trang RBC của Ukraine đưa tin có tham khảo báo cáo của Viện Nghiên cứu Chiến tranh Mỹ ISW. Các nhà phân tích của Mỹ kể lại rằng, vào ngày 30 tháng 11, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov đã đe dọa Moldova lặp lại số phận của Ukraine. Ông Lavrov cho rằng phương Tây được cho là muốn lợi dụng Moldova trong cái gọi là cuộc chiến tranh hỗn hợp chống lại Điện Kremlin. Báo cáo của Viện Nghiên cứu Chiến tranh Mỹ cho biết, mối đe dọa của ông Lavrov có thể đã khuyến khích một số người thân Nga cố gắng gieo rắc sự bất ổn chính trị và chia rẽ ở Moldova. Các chuyên gia về chiến tranh của Viện Nghiên cứu ISW nói thêm rằng, sau những tuyên bố của ông Lavrov, người đứng đầu Moldova, Kagoshia Yevgenia Hatser, thân Nga, đã cáo buộc công ty Moldova Gas chặn nguồn cung cấp khí đốt từ nhà cung cấp Thổ Nhĩ Kỳ. Sự hợp tác đã được chính quyền khu vực đồng ý ngoài các hợp đồng của nhà nước một quan chức thân Nga khẳng định, Moldova Gas bán khí đốt với giá cao hơn so với nhà cung cấp Thổ Nhĩ Kỳ. Đồng thời, người đứng đầu Moldova Gas, Vadim Cheban, đã tuyên bố rằng công ty này không có khả năng vật chất hoặc pháp lý để chặn việc cung cấp khí đốt cho Gagosia. Công ty này không nhận được các tài liệu cần thiết để chuyển đổi nhà cung cấp. Ngoài ra, Viện Nghiên cứu Chiến tranh Mỹ cũng nhắc lại, vào ngày 13 tháng 11, Tổng thống Moldova Maya Sandu đã từ chối yêu cầu của Hudson để có được một ghế trong nội các bộ trưởng vì bà là thành viên của đảng thân Nga cho bị cấm. Liên bang Nga đã sử dụng quyền lực chính trị này để gây bất ổn tình hình ở Moldova cho đến khi tòa án hiến pháp cấm điều đó. Các nhà phân tích của Mỹ tin rằng Nga đã tiến hành một chiến dịch được cho là nhằm gây bất ổn cho Moldova vào đầu năm 2023. Và Nga có thể cố gắng gia hạn những nỗ lực này nhằm chuyển hướng sự chú ý của cộng đồng quốc tế khỏi cuộc chiến ở Ukraine. Theo trang RBC của Ukraine, trước đó, đảng cho thân Nga ở Moldova đã tổ chức các cuộc biểu tình với mục đích lật đổ chính phủ hiện tại và yêu cầu luận tội Tổng thống Maya Sandu. Vào tháng 6 năm 2023, Tòa án Hiến pháp Moldova đã cấm các hoạt động của Shaw. Tổng thống Moldova Maya Sandu cho rằng Nga đang hối lộ cử tri trong cuộc bầu cử địa phương tổ chức vào tháng 11. Ngoài ra, Kishino đang cố gắng chống lại sự tuyên truyền của Nga. Vào tháng 10 năm 2023, quyền truy cập vào 22 kênh truyền hình tuyên truyền của Liên bang Nga đã bị chặn ở Moldova. Chuyển đến một phần tin khác. Thưa quý vị, ít nhất một du khách thiệt mạng và hai người khác bị thương trong một vụ tấn công bằng dao gần tháp Eiffel ở thủ đô Paris của Pháp vào ngày 2 tháng 12. Reuters dẫn thông tin từ cảnh sát địa phương cho hay vụ tấn công xảy ra vào khoảng 19 giờ ngày 2 tháng 12 khi nghi phạm dùng dao tấn công một cặp vợ chồng là khách du lịch ở Quê de Grenelle, cách tháp Eiffel chỉ vài mét. Trong lúc bị cảnh sát truy đuổi, nghi phạm tiếp tục dùng búa tấn công hai người khác. Vụ tấn công khiến một du khách mang hai quốc tịch Đức và Philippines thiệt mạng do vết đâm ở vai và lưng, trong khi hai người khác bị thương phải nhập viện. Cảnh sát đã bắt giữ nghi phạm nhưng vẫn chưa công bố danh tính. Theo Bộ trưởng Nội vụ Pháp Zero Domani, khi tấn công, nghi phạm đã hét lên, nghĩa là Thánh Ala Vĩ Đại. Bộ trưởng Damanai cho biết, sau khi bị bắt, nghi phạm đã nói rằng anh ta không thể chịu đựng được việc chứng kiến người Hồi giáo chết ở Afghanistan và Palestine được nữa. Bộ trưởng Pháp cũng nói thêm rằng nghi phạm từng bị kết án 4 năm tù vì hành động bạo lực. Theo kênh truyền hình BFM TV, nghi phạm sinh năm 1997 tại Pháp và được biết đến là người tán thành quan điểm Hồi giáo cực đoan và mắc chứng rối loạn tâm thần nghiêm trọng. Chuyển đến một tin tức khác. Theo trang tin Business Insider đưa tin vào ngày 2 tháng 12, Hải quân Mỹ, Anh và Úc Vừa tiết lộ về kế hoạch thử nghiệm mới nhằm đưa công nghệ trí tuệ nhân tạo AI để theo dõi hoạt động của các tàu ngầm Trung Quốc ở Thái Bình Dương. Phát biểu tại cuộc họp chung ở thành phố Mountain tiểu bang California, Hoa Kỳ, các nhà lãnh đạo quốc phòng của ba nước Mỹ, Anh và Úc đã công bố kế hoạch mới dựa trên thỏa thuận an ninh ba bên AUKUS. Thỏa thuận an ninh AUKUS được ba Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ-Anh Úc thiết lập vào năm 2021. Mục tiêu đưa ra là duy trì hòa bình và ổn định ở khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương. Kế hoạch mới bao gồm việc thiết lập công nghệ AI tiên tiến trên loạt máy bay tuần tra như P-8A Poseidon của Mỹ, để có thể xử lý kịp thời các thông tin từ những thiết bị phát hiện tàu ngầm dưới nước do Anh, Úc và Mỹ lắp đặt từ trước. Những dữ liệu được AI xử lý sẽ cho phép cả ba quốc gia nêu trên dễ dàng theo dõi hoạt động của các tàu ngầm Trung Quốc nhanh hơn và chính xác hơn. Đại diện ba nước này cho biết, những tiến bộ chung này sẽ cho phép cả ba nước Mỹ, Anh và Úc khai thác một khối lượng lớn dữ liệu kịp thời, đồng thời cải thiện khả năng tác chiến chống tàu ngầm của chúng tôi. Thuật toán AI cũng được sử dụng để tăng cường bảo vệ các lực lượng phòng vệ, nhắm mục tiêu chính xác cũng như tăng cường giám sát vùng biển Thái Bình Dương ngoài AI, ba nước này tiết lộ thêm họ cũng đang hợp tác trong một số lĩnh vực công nghệ khác như công nghệ lượng tử, tác chiến điện tử và chế tạo vũ khí siêu thành. Cũng tại cuộc họp này, phó thủ tướng Úc Richard Mallers đã cho rằng sự hiện diện ngày càng tăng của Trung Quốc đã làm nhu cầu hợp tác giữa các nước khác tăng lên. Ông Mallers bổ sung thêm, Úc mong muốn tất cả các nước, bao gồm cả Trung Quốc, sẽ vận hành quân đội một cách chuyên nghiệp và an toàn. Tiếp theo chương trình là phần tin tại Việt Nam. Kính thưa quý vị, vào trưa nay, chính quyền địa phương đã có thông tin ban đầu về vụ cháy chợ Khe Tre thuộc huyện Nam Đông, tỉnh Thừa Thiên Huế xảy ra vào dạng sáng cùng ngày. Theo lãnh đạo huyện Nam Đông, đám cháy bùng phát vào khoảng 3 giờ 40 phút tại một quầy hàng trong khuôn viên chợ Khe Tre. Sau đó, tiểu thương đã phát hiện vụ cháy, báo cho ban quản lý chợ và lực lượng chức năng. Nhận được tin báo, cơ quan chức năng đã huy động 9 xe chuyên dụng, 70 cán bộ lính cứu hỏa, 190 người thuộc lực lượng công an huyện, xã bảo vệ dân phố cùng tham gia dập lửa, giúp các tiểu thương di rời hàng hóa. Đến khoảng 7 giờ 30 phút sáng cùng ngày, đám cháy cơ bản được khống chế. Theo thống kê ban đầu, có 2.180 m2 khu chợ khe che bị thiêu rụi, 335 sạp hàng và ốt bị cháy, không gây thiệt hại về người. Theo lãnh đạo huyện Nam Đông, hiện tại các lực lượng nghiệp vụ đang khám nghiệm hiện trường để làm rõ nguyên nhân vụ cháy. Chuyển sang một thông tin khác. Nhiều trạm quan trắc cho kết quả đo chất lượng không khí Hà Nội ở mức xấu. Ứng dụng IQL vào sáng ngày 3 tháng 12 xếp Hà Nội là thành phố ô nhiễm không khí thứ ba thế giới. Sau một ngày không khí trở lại ngưỡng tốt và trung bình do tác động của mưa kèm gió mùa. Vào sáng nay, bầu trời Hà Nội tiếp tục bị bao phủ bởi lớp xương và bụi mịn. Lúc 9 giờ, Tại điểm đo 556 Nguyễn Văn Cử, quận Long Biên, thuộc Cục Kiểm soát ô nhiễm môi trường hiển thị chỉ số AQI là 167, mức không khí xấu. Đáng chú ý, chỉ số này đang có xu hướng tăng nhanh trong 4 giờ gần đây. Lúc 6 giờ cùng ngày, AQI của Hà Nội được Cục Kiểm soát ô nhiễm môi trường ghi nhận là 133, sau đó tăng lên lần lượt là 151, 162 và đạt 167 vào lúc 9 giờ. Với chỉ số ô nhiễm không khí nêu trên, cơ quan này đã cảnh báo những người bình thường bắt đầu có các ảnh hưởng tới sức khỏe. Nhóm người nhạy cảm có thể gặp những vấn đề về sức khỏe nghiêm trọng. Trong khi đó, trang thông tin kết quả quan trắc của Đại sứ quán Mỹ hiển thị chỉ số AQI của Hà Nội là 167, mức có hại cho sức khỏe. Đặc biệt, điểm đo ở trường quốc tế Liên Hợp Quốc thuộc quận Tây Hồ vào sáng nay, mức AQI đạt ngưỡng cao nhất trên toàn thành phố là 181. Trong khi đó, Air Visual sáng nay, thời điểm 7 đến 8 giờ, xếp Hà Nội đứng thứ ba trong top 10 thành phố ô nhiễm nhất thế giới, chỉ xếp sau hai thành phố là Karachi và Lahore của Pakistan với chỉ số là 182. Đề nghị kiểm soát nguồn thải. Do vậy, cục kiểm soát ô nhiễm môi trường đề nghị khuyến cáo người dân tránh hoạt động ngoài trời vào lúc 5 giờ đến 7 giờ sáng và từ 14 giờ đến 19 giờ tối kiểm tra giám sát các nguồn thải khí thải đặc biệt từ các điểm đốt mở đốt rác thải đốt dâm dạ phụ phẩm nông nghiệp khu vực công trình xây dựng cơ sở sản xuất công nghiệp đồng thời cơ quan này cũng đề nghị các sở tài nguyên và môi trường của tỉnh thành phố chỉ đạo huyện xã vận động nhân dân không đốt chất thải rắn dơm dạ phụ phẩm nông nghiệp sau thu hoạch để giảm phát sinh khí thải kiểm tra các chủ dự án xây dựng giao thông cải tạo hạ tầng đô thị về việc ngăn ngừa giảm thiểu phát tán bụi khí thải ra môi trường Thưa quý vị, bản tin tối của DKN xin được kết thúc tại đây. Quý vị đừng quên bấm vào nút đăng ký kênh và nút chuông để nhận được thông báo về những video mới nhất của chúng tôi. Mọi đóng góp và nguyện vọng hợp tác xin gửi tới hòm thư contact a.dkn.tv Trân trọng cảm ơn sự quan tâm và đồng hành của quý vị. Xin thân ái, chào tạm biệt.